tất cả quý vị anh chị các bạn nhé. Tối hôm nay bây giờ cũng là khoảng 6:30 tối. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trên con đường Vĩnh, đường Khánh Hội nhá, đường Khánh Hội quận 4. Hôm nay đi qua đây thì muốn chia sẻ với quý vị một cái quán cơm chiên hủ tiếu xào gốc Hoa rất là đông khách ở đây nhá. Đây hiện tại thì Kiên đang đứng ngay dưới cân dưới chân cầu kênh Tẻ nha quý vị. Tại thì Kiên đang đứng ngay dưới chân cầu kênh Tẻ. Đây là cái quán cơm này, là quán cơm đậu ký nhá, quán cơm đậu ký hủ tiếu xào rất là nhiều món luôn, và hiện tại thì khách đang rất là đông. Đây mình tới đây á thì mình gửi xe ở phía đây này. Đấy. Quán hiện tại thì khách rất là đông và khách người ta cũng phải đợi á, đang đợi mua mang về này, ngồi ăn ở đây này. Đấy. Rồi chúng ta sẽ đây lại đây xem là có những món gì nhá. Đây như mọi người thấy là đây là cái bảng cũng như là có cái menu ở đây này. Đó. Đây có cơm gà xoay mỡ này, cơm chiên Dương Châu này, cơm bò lúc lắc này, rồi cơm sườn chua ngọt, mì xào giòn, hủ tiếu xào thập cẩm, bún xào Singapore, miến xào thập cẩm, nui xào bò lúc lắc. Ở đây đặc biệt thì có gà chiên nước mắm, sườn xào chua ngọt. Đấy. Giá thì từ 40 đến 45 ngàn. Đây khách đang đợi rất là đông luôn. Đấy. Anh chủ anh đang xào đảo. À, chúng ta đi vào chủ thể nhé. Đây xem anh chủ anh xào đảo này. Đây. Này là hủ tiếu xào đúng không anh? Hủ tiếu xào. Đây hủ tiếu xào có tôm rồi có cá viên đúng không anh? Tôm cá viên rồi da heo. Mực đen trắng đen luôn. Phần như này là bao nhiêu anh ạ? 40 à. Cái này kia là 40 rồi. Ngoài chú bóng càng với em gái. 40 đến 50. Chú bóng càng với em gái của bên đây. Ở trong chiếc tới cho con đi. Đây bên trong này có đuôi gà này. Đuôi gà và sườn xào chua ngọt. Rồi gói về luôn. Chú bóng càng với em gái. Khách rất là đông nha. Đây mình ra đây mình xem ông chủ ông xào đảo này. Bếp dầu này, nấu vừa bếp dầu vừa bếp ga luôn. Hiện tại thì khách đang rất là đông. Ở đây địa chỉ là số 74 đường Vĩnh Khánh Hội.
24 đường Khánh Hội, phường 4, quận 4 nha quý vị. Đây là cái chảo trên sườn xào chua ngọt. Bán được mấy chục năm rồi. Cái cơm mà chị Yên thấy nó có một cái màu hồng rất là đẹp luôn. Rất là đông nhé. Ở đây là gửi xe miễn phí cho quý vị. Có người trông xe nhé. Nếu mà bếp dầu này nào bơm liên tục luôn nó mới cháy mới mạnh nhỉ. Bây giờ đang rất là đông nha quý vị. Giờ cũng chưa có chỗ ngồi luôn, khách đến không ăn phải đợi. Ngủ lắm mấy lần rồi, ngủ lắm mấy lần rồi, mấy lần rồi. Cửa cháy lên là rất là đẹp. Đang đợi rất là đông luôn. Đây là cái nồi chiên sườn này. Rất là nhanh mà không kịp luôn quý vị. Bếp dầu này, bếp dầu có phải bơm liên tục.
đây là giao hàng tận nơi nha quý vị. Rồi giờ mình sẽ đi vào trong này xem anh chia cơm như này. Viên này, có thịt này, tim cần. Cái cơm gà cái cơm sườn. Sợi hủ tiếu, hủ tiếu xào đây siêu bự luôn. Không. Chú đảo không kịp nghỉ tay luôn nhá, tại vì khách rất là đông, cái lượng khách rất là đông luôn. Đây là mình nếu mà tới đây mình chịu khó đợi một chút nhá. Món bò mì xào bò, cơm bò lúc lắc. Cơm chiên bò lúc lắc. Thank you.
Bây giờ chú đang làm cái món mì xào giòn. Đậu xe đẩy vô rồi, xe hôm qua anh chơi. Cái này là cái địa chỉ nhá, 74 đường Khánh Hội nhá, phường 4 quận 4 nha quý vị. Đông nhưng mà có một người nấu á, nên là mọi người đến chờ thì thông cảm cho cô nhé. Quán ở đây bán thì từ 4 giờ chiều rồi tới khuya nha quý vị. Đây là những cái nguyên vật liệu để làm cơm chiên quả lúc lắc này, rồi cơm chiên trưng châu, cơm chiên gà xơi mỡ này. Có mình bán được bao nhiêu năm rồi cô nhỉ? Mới bán có năm mấy, lúc mới bắt đầu có dịch. À, mới bán năm mấy. À. Có dịch đó, còn ông trả thì cũng năm đó. À. Có dịch cái điều giải là thấy ông phải bỏ quán, không bán. À. Bán ra mua về. Dạ. Bây giờ hết dịch rồi. Dạ. Ô quý vị ơi, quán ở đây cô chia sẻ là mới bán được một năm mấy nhá.
Tại vì ngày xưa là chú làm nhà hàng đúng không con? Nhà hàng Ngân Đình á, nhà hàng Ngân Đình ngoài Sài Gòn á. À, làm nhà hàng Ngân Đình. Ngày xưa chú làm nhà hàng nên là giờ là dịch cái là chú về chú mở quán chú bán. Ồ, trong này là rất là nhiều món ha, có tôm ha. Tôm này, nó mực này, tôm mực rồi tim gan rồi có thịt bò này, rồi da heo này, cá viên này, đấy rồi có cái cơm chiên dương châu này, thịt heo, cái này là thập cẩm hả con? Đúng rồi. À. Về đây mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ cô? À, từ 5 giờ rưỡi. 5 giờ rưỡi. À, từ 5 giờ chiều mà tới 11 giờ đêm. Da heo cái gì đấy, trong cái tủ này là bên dưới là có đá nên giữ cái độ tươi ngon nó lâu hơn. Đây là nhà mình không hả cô? Mướn. À đây là mướn. Đầu bếp của nhà hàng á, nên là cách chú nấu nhìn rất là chuyên nghiệp, rất là điêu luyện nhé. Ở đây có cái thực đơn này, mì xào giòn, thịt heo, gan, da heo, cá viên, mực trắng, mực đen, tôm này, hủ tiếu xào cộng với giá thịt heo, gan. Không, cái này không phải. À, cái đó không phải đúng không? À, à cái menu trong này đúng không? Sợ nó dơ. À. Đây là cái menu này quý vị, đậu ký này đây. Đấy, ở đây có địa chỉ nhé, 74 Khánh Hội, phường 4, quận 4. Chia sẻ là chú là đầu bếp mấy chục năm nhà hàng rồi nên là nay ra mở quán nên là cái món ăn của chú làm thì nói chung là rất là ngon luôn. Cái này là cơm sườn xào chua ngọt. Đây mình gọi một cái đĩa cơm sườn xào chua ngọt. Tại vì đông quá rồi nên là không có đợi gà nữa, mình ăn cơm sườn luôn. Cái này chú mới xào một mẻ hơi nhiều này ra mình làm luôn này. Nhìn rất là hấp dẫn luôn nhá. À, mời quý vị nha. Thank you.
gì đó. Đây là sườn xào chua ngọt, rất là ngon luôn. Chú làm hơi bị thấm luôn đó. Cảm ơn tất cả quý vị chị các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Vừa rồi thì Kiên có thưởng thức một cái đĩa cơm sườn xào chua ngọt. Phải nói là đây chú xào nêm nếm gia vị rất là ngon nha quý vị. Mình ăn cái đĩa cơm mà từ đầu đến cuối mình không ngó được gì luôn, tại vì nó quá ngon, ăn hết luôn nhé. Khách ăn rất là đông. Và cái địa chỉ thì Kiên sẽ để dưới phần miêu tả video nhé. Rồi, rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.